Theo ghi nhận tại Việt Nam, có gần 12.000 loài thực vật chiếm 75% tổng số họ thực vật trên toàn thế giới. Không chỉ có vai trò là lá phổi xanh, điều hòa khí hậu, hệ thực vật tại Việt Nam còn là nguồn tài nguyên cây thuốc khổng lồ. Ngoài những loại cây thuốc dùng trong y học, cả nước hiện có khoảng 1.200 loại cây thuốc có thể dùng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Hoạt động nghiên cứu ứng dụng thuốc thảo dược để thay thế cho hóa chất kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản ở nước ta được ghi nhận từ những năm 1970. Mặc dù chưa có nhiều nhà khoa học tham gia lĩnh vực này, song những nghiên cứu ít ỏi cũng đã cho thấy nguồn cây thuốc phong phú mà bất cứ người nông dân nào cũng có thể áp dụng để phòng bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Những loại thảo dược như trong phóng sự sau đây là một ví dụ. Tại khuôn viên khu nghiên cứu về nuôi trồng thủy sản rộng hơn 1.000 m², bất cứ chỗ nào có đất đều được trồng cây thuốc. Phần lớn các loại cây thuốc tại đây đều là những loại cây dân dã có sẵn tại nhiều vùng quê Việt Nam. Theo các chuyên gia về bệnh thủy sản, các loại thảo dược nếu được dùng tươi thì sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất. Thảo dược hiện nay đang là một cái xu thế tất yếu của nuôi trồng thủy sản, sử dụng trong phòng bệnh. Đấy, thế chính vì vậy mà nếu mà chúng ta cứ phát huy vai trò cũng như là sử dụng các cái kinh nghiệm từ thầy thì chúng ta có thể sản xuất ra được các cái loại thuốc khác nhau để mà phục vụ trong nuôi trồng thủy sản. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Tề là người đầu tiên có những nghiên cứu chính thức về ứng dụng của các loại cây thuốc thảo dược trong nuôi trồng thủy sản. Hiện ông đã sưu tập được hơn 50 loại cây thuốc phục vụ trong nuôi trồng thủy sản. Chẳng hạn như cây trầu không, theo ông, chỉ cần vò lá trầu không thả vào ao nuôi theo tỷ lệ, một tạ cá 5 kg lá trầu không là có thể yên tâm phòng trị các bệnh do nấm và vi khuẩn trong ao nuôi. Thảo dược thì nó có cả ngàn đời nay rồi, sống khi cả triệu năm nay. Nên mỗi có nó có một cái tinh dầu hoặc chúng ta hay là gọi là kháng sinh thực vật. Thì dĩ nhiên nó không làm nhanh như kháng sinh tổng hợp được. Nhưng mà từ từ nó sẽ làm cho vi khuẩn nó không phát triển được mạnh. Đấy. Và sau nó tự phân hủy. Còn đây là cây sải đất. Cây sải đất vốn là loại cỏ dễ trồng tại nhiều loại địa hình thổ nhưỡng khác nhau. Trong cây sải đất có nhiều tinh chất lắc tông, nhiều muối vô cơ. Những chất này có tác dụng diệt khuẩn rất tốt. Vì vậy, cây sải đất đặc biệt tốt cho động vật thủy sản phòng các bệnh do virus và nấm như bệnh đốm đỏ, xuất huyết. Cái cây sải đất này nó có rất nhiều các cái kháng sinh thực vật, nó để diệt được tất cả các cái vi khuẩn gây bệnh, kể cả cho người và cho động vật thủy sản, nên bất kể động vật, kể cả nước ngọt và nước mặn đều dùng được. Theo những nghiên cứu thực nghiệm của phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Tề, có 5 loại thảo dược cơ bản mà người nông dân có thể trồng để tự phòng bệnh trong ao nuôi thủy sản quanh năm, gồm nhọ nồi, mò hoa đỏ, keo dậu, xoan, tỏi. Cây nhọn nồi hay còn gọi là cỏ mực, hoa bạch thảo thì cứ 5 kg cây tươi giã lấy nước trộn vào thức ăn cho một tạ cá các loại. Riêng cây mò hoa đỏ thì dùng để đặc trị bệnh trên cá chấm. Cách dùng: thả lá và hoa cây mò hoa đỏ vào ao hồ định kỳ một lần một tuần. Còn đây là cây keo dậu. Quả cây keo dậu đập dập thả định kỳ vào ao hồ sẽ tẩy được giun sán cho tôm, cá các loại. Lá xoan thì dùng định kỳ 2 tuần một lần. Riêng tỏi thì có thể giã nhỏ, trộn vào thức ăn của cá hàng ngày. Thưa quý vị, theo thống kê, nuôi trồng thủy sản chỉ chiếm 5,7% tổng lượng sử dụng kháng sinh trên toàn thế giới. Nhưng lĩnh vực này lại có cường độ sử dụng cao nhất. Điều này khiến cho tình trạng dư lượng kháng sinh cũng như là kháng sinh xuất hiện ngày càng nhiều trong lĩnh vực nuôi thủy sản. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature của Mỹ đã cảnh báo về việc sử dụng hóa chất kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản trên toàn cầu dự kiến sẽ chạm ngưỡng 13.600 tấn vào năm 2030, tăng khoảng 33% so với năm 2017. Còn tại Việt Nam, ngay từ năm 2017, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lên tiếng cảnh báo Việt Nam nằm trong nhóm những quốc gia có tỷ lệ kháng sinh do tiêu thụ thực phẩm thủy sản có tồn dư kháng sinh cao nhất trên thế giới. Khu vực châu Á Thái Bình Dương hiện chiếm lượng tiêu thụ hóa chất kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản ở mức cao nhất thế giới, 93,8%, trong đó Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam là những quốc gia tiêu thụ kháng sinh với số lượng đáng báo động. Chỉ tính riêng Việt Nam, lượng hóa chất kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản chiếm tới 5% tổng lượng kháng sinh toàn cầu trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.
Hậu quả của việc lạm dụng kháng sinh trong quá trình sản xuất là tình trạng có tồn dư kháng sinh và kháng kháng sinh trong các đối tượng nuôi trồng thủy sản. Mà nếu vào con người mà lại ăn phải con cá mà lại nhiễm, nó chứa còn cái kháng sinh vào, và khi người bị cái bệnh kháng sinh bị cái bệnh vi khuẩn thì chữa rất khó, vì bản thân con người đã có cái hàm lượng kháng sinh khi ăn các cái sản phẩm đó. Đấy, nó rất nguy hiểm. Nguy hiểm đầu tiên là nguy hiểm ngay cho động vật thủy sản. Nguy hiểm thứ hai là nó nhờn thuốc ở ngay trên con người. Và khi con người bị bệnh thật không chữa được. Mình sử dụng cái sản phẩm mà có dư lưu kháng sinh mà thường xuyên mà lâu dài thì có thể gây suy tủy hoặc là gây độc thận hoặc tai do mình dùng trường diễn những cái sản phẩm đó. Kháng sinh được tổng hợp từ các nguồn hóa chất công nghiệp sẽ không phân hủy. Chúng tồn tại trong môi trường nước nuôi thủy sản. Chúng sẽ kích thích xuất hiện những virus vi khuẩn biến thể có khả năng chống chọi lại chính các chất kháng sinh. Bởi vậy, trên thực tế, các ao hồ nuôi càng sử dụng nhiều thuốc kháng sinh thì dịch bệnh trong các vụ tiếp theo càng gia tăng, gây thiệt hại lâu dài. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin thời tiết đáng chú ý. Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết trên kênh VTC16. Thưa quý vị, trong 2 ngày cuối tuần vẫn duy trì trạng thái thời tiết phổ biến nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng tại các tỉnh Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm và rét hại. Bên cạnh đó, tuy nhiên thì theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm nay ngày 8 tháng 1, khu vực từ Quảng Nam cho đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa rào và cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa từ 10 cho đến 30mm và có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực vùng trũng thấp. Trên biển, ngày và đêm nay ngày 8 tháng 1, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị cho đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo ngày và đêm mai ngày 9 tháng 1, ở phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 3,5 mét, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro do thiên tai, gió mạnh trên biển là cấp 2. Dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và mưa dông. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cây lúa vụ đông xuân 2022-2023, theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành đợt đầu tiên trong 2 đợt xả nước tới các hồ chứa thủy điện để phục vụ đổ ải vụ đông xuân 2023. Theo lịch thì đợt 1 sẽ kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 6 tháng 1 đến 24 giờ ngày mai, ngày 9 tháng 1 năm 2023. Vậy là chỉ còn một ngày nữa để các địa phương tận dụng thời gian, áp dụng các biện pháp lấy nước có hiệu quả. Và để tránh lãng phí nước, theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, các biện pháp cần áp dụng ngay trong thời gian còn lại theo một số phương pháp sau đây. Trước tiên thì cần tranh thủ chủ động bơm sớm, trữ nước vào ao, đầm, vùng trũng thấp, cũng như là các kênh từ các nguồn nước sẵn có ở sông ngòi. Ngoài ra thì cần lấy đủ nước vào ruộng trong thời gian xả nước tập trung từ các hồ thủy điện để tránh lãng phí nước và tiết kiệm sử dụng điện. Các công ty khai thác công trình thủy lợi theo dõi sát nguồn nước trong thời gian xả nước tập trung để có thể bơm nước vào hệ thống thủy nông, sử dụng có hiệu quả nguồn nước từ các hồ thủy điện, đảm bảo cung ứng số lượng nước đổ ải và tưới dưỡng cho lúa. Và như thường lệ, cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.